Hello, xin chào. Cảm ơn các bạn đã trong thời gian qua đã luôn đồng hành, theo dõi, sub, like và chia sẻ kênh Đạt Ba Đổ chuyên độ chế kỹ sư mò, kỹ sư phá các loại. Hôm nay để không đợi các bạn phải chờ lâu, mình tiếp tục làm video thứ hai của quá trình máy ép lốp đôi. Máy ép lốp hôm nay mình sẽ tiến hành đấu nối điện. Vì không có thời gian nên cái việc quay camera để cho các bạn xem lại nó cũng bị hạn chế, mong các anh chị em bạn bè thông cảm. Phần đây là phần mình kiểm tra điện. Sau khi đo điện và đấu điện theo chiều quay của motor trùng với chiều quay của bơm nhớt thủy lực, bơm này bơm piston áp 200, motor mình dùng motor một ngựa, motor ba ngựa một pha. Xin lỗi mọi người nha, mình dùng motor ba ngựa một pha chạy với con bơm áp 200 của bơm piston dùng trong máy ép lốp đôi mình đang chế tạo. Các khâu đoạn của khâu chế tạo nó đều có những mắt xích liên quan tới nhau, từ khâu dựng sườn, tiện hàng, điện, nói chung tất cả những hội tụ để chế một cái máy thì anh em mình trong nghề độ chế thì biết rồi, phải cần có đầy đủ tố chất mình mới làm ra. Còn nhiều trường hợp anh em nào mà không đủ tố chất thì anh em có thể học mò, học thêm, học hỏi ở các cô chú bạn bè ở các nơi để mình có thêm kiến thức để trang bị cho mình khi để dựng lên một cái máy. Chúc anh chị em xem clip thật là vui vẻ, nhớ bấm like và share để chia sẻ ủng hộ kênh mình nhé. Và bây giờ mình bắt đầu mình tiến hành công việc tiếp theo. Sau khi motor đã kiểm tra điện hoàn tất xong, mình tiến hành đặt vào vị trí để cho motor hoạt động và đi dây, đấu dây nó tiện lợi, nó không bị rối dây. Và tiến hành mình bắt đầu mình tiến hành mình đấu nối. Các anh em thấy video hay thì nhớ like và chia sẻ cho mình nhé. Cảm ơn anh em trong thời gian qua luôn đồng hành cùng kênh Đạt Ba Đổ.
Chúc anh em coi clip vui vẻ nhé. Chào mọi người, hôm nay là khâu đoạn cuối cùng của quá trình mình hoàn thiện một cái máy ép lốp đôi mình chế tạo trong vòng phải 6 tháng. Bởi vì mình nói 6 tháng thì dựng lên một cái máy mình để dịch thương mại mà bán thì không có lời đâu, do mình vừa làm nghề, rảnh lúc nào thì mình làm lúc đó. Nếu thật sự một cái máy dày thì mình dựng cỡ mất 15 tới 20 ngày. Hôm nay mình tiến hành khâu đoạn là kiểm tra tất cả những phần liên quan về thủy lực, motor, bình dầu, đường dầu có bị rò rỉ hay không, nhớt nhau xịt không. Mình tiến hành bánh cố định giữ lại những cái chi tiết ti thủy lực, ráp ống dầu để cho cái việc kiểm tra mình được ok hơn, hoàn thiện hơn, mỹ mãn hơn. Về độ chế thì một cái máy thì nó không phải là nhanh, nhưng mà nó cần sự tỉ mỉ, sự siêng năng, sự cần cù. Đừng có nên nản chí, bởi vì trong độ chế cần có sự tìm tòi, đam mê, học hỏi. Học không được người này thì học người khác. Đừng bao giờ nản chí nha mấy anh em mới vô nghề, bởi vì mình thiết kế những cái phần này là liên quan tới cái nghề của mình thôi, chứ mình cũng chưa bước qua nghề nào hết. Nhưng mà về thể lực, về máy móc, thứ gì mình đều có thể làm được. Mình hoàn toàn làm được. Bởi sao? Mình phải nghiên cứu, phải yêu nghề mới làm được, chứ không phải ngồi nói anh hùng bàn phím, nói miệng làm sao ra được cái máy. Và đây là phần tiếp theo là mình đấu nối ống dầu để chỉnh ti ra đi vô của cái ti bên. Bộ chia dầu này thì mình mua trên mạng á, 1,4 triệu. Nó hai chức năng là dùng cho 2 ti, 2 cần dùng cho 2 ti để mình ráp cho cái máy két lốp và máy ép lốp của mình. Mình đang tiến hành mình đấu phần đuôi ống dầu. Bên màn hình bên góc trái bạn đó là mình đang đổ dầu vào bình để mình cho chuẩn bị cho khâu đoạn mình bắt đầu mình chạy thử máy. Về một bạn vẽ mà bạn chưa có thì lúc nào chạy nó không phải rủi ro, nó không phải hoàn thiện đâu, nên anh em mình là chấp nhận cái rủi ro đó đi, đừng có suy nghĩ tính toán làm gì. Độ chế mà anh em nào mà muốn hỏi thêm về cái gì đó, còn cái bơm thủy lực này là mình không có bắt cái van chống lún, chống tụt áp, bởi vì công việc của máy này nó cũng không cần lắm, chỉ vì mình ép ra ép vô thôi, mình không cần cái van chống tụt áp nên mình không bắt. Chúc anh em mình coi clip vui vẻ nhé.
Bây giờ mình siết cố định cái ống dầu để cho nó không bị rò rỉ dầu ra, chống tụt áp của hành trình ti nó đang làm việc, tránh rò rỉ dầu để hao hụt cái lượng dầu trong bình. Các anh em nếu thấy hay thì nhớ cho một like và share để cho mọi người trong nước và cũng như bạn bè trên quốc tế biết đến người Việt Nam mình rất giỏi về độ chế, chứ không phải là tầm thường đâu. Về đẳng cấp thì là chiến trường, Việt Nam là cũng là hàng đầu có top về độ chế đó. Bây giờ mình tiến hành mình đi lấy dây điện để mình cho bơm nhớt nó hoạt động, để mình test kiểm tra máy, để mình đưa vào sử dụng trong công việc riêng của mình. Bây giờ không để các bạn chờ lâu, mình ra xe, mình lấy những cây trục mình đã vớt, mình bỏ sẵn về, mình bỏ vô trong máy và mình tiến hành kiểm tra máy. Trong hai cây, trong ba cây này thì có một cây trục đẩy giữa thì nó hơi bị cong, bởi vì nó là sức non, nó hơi cong dòng bởi vì thủy lực ép là nó cong. Dầu thủy lực thì đi thì không thấy gì mà chịu nổi hết. Cây đó đang bị cong, mình tiến hành mình lau chùi, nên việc ráp ráp mình chạy thử nó hơi bị khó khăn một chút. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh. Các bạn có yêu mến kênh thì hãy cho Đạt một like và một sub để ủng hộ tinh thần. Đạt sẽ ra nhiều video khác nữa.
trong kênh Đạt Ba Đỗ để gửi tới mọi người cùng xem về công việc chế tạo và yêu nghề lốp xe. Và bây giờ Đạt bắt đầu Đạt test máy. Đây là tùy thị lực bom nhất nó mới ra, nó bom nhất là kiểu đi cái giật gì là nhất nó chưa đủ vô ti, nên hành trình nó đi nó còn chưa suôn lắm, nên Đạt cứ chạy ti ra ti vô để chiều bom nhất đi nhất về cho nó kín gió. Ở đây kín gió là kín lượng nhất trong cái ti thị lực để nó chạy êm ái hơn, nó không còn bị giật nữa. Đó, bắt đầu lần ti nó chuyển động êm ái hơn lúc ban đầu. Đặt xe ra vô vài vòng nữa để cho lượng nhớt nó bơm trong ti nó hoàn chỉnh hơn, hai chiều đi và về để chi ti nó hoạt động êm ái. Như mấy video trước thì Đạt cũng có làm từ khâu dựng sườn, cái gì anh em nào mà chưa theo dõi của video trước thì anh em có thể theo dõi video trước nha. Video trước thì mình làm nhưng mà mình không có nói như video này. Bây giờ mình rút kinh nghiệm, mình làm video, mình kéo dài thời gian thêm một chút nữa để cho anh em dễ xem và dễ quan sát và dễ thấy và dễ làm. Nói chung là đơn giản vậy thôi. Mình mới ráp máy thì thấy cũng thoải mái lắm, thích thú lắm. Bởi vì trong quá trình chế tạo thì rất là lâu, nên bây giờ mình thử máy thì mình cứ test nó cho chị ra vậy vô, chị ra vậy vô cho nó đẻ, thiệt là đẻ. Bây giờ ép thử cái lốp thử nó có vô không. Đây, khối cái đầu tiên nó ra nè, hai chục hai bên thì chục giữ, còn chục giữa là chục đẩy. À, bóp móp lốp vậy đó. Rồi đặt tiến hành đặt về tất cả những khâu độ chế tới bây giờ thì cũng tạm là ổn, nhưng mà đặt muốn phát triển thêm một cái máy làm đa chức năng chứ không phải một chức năng. Như giờ thương mại thì người ta làm, người ta bán cho mình thì người ta chỉ một chức năng thôi, vậy về ép thôi. Chi phí thì nếu một cái máy đây như đặt làm là nó mất tầm khoảng cỡ 20 triệu, nhưng mà giờ thương mại người ta bán chắc phải 50-60 triệu, chứ không ai làm không mà tốn công tốn của tốn ấy đâu. Anh em để ý. Nếu biết nghề một chút thì nó dễ, còn không biết nghề thì anh em phải thêm một đơn vị thứ ba để về làm cho anh em chỉnh chu hơn nhé. Cái cây đó là nó đang cong, bây giờ mình đặt đập gõ ép vô cho nó trẻ lại để đặt lấy ra ra cho dễ hơn. À, giờ đặt đang ép canh thử nó nhẽ lại cái độ cong trẻ lại thẳng hơn, nó dễ lấy ra hơn. Rồi và bây giờ đặt tiến hành đặt lấy nó ra. Đúng là thắng nó ra rất là dễ dàng. Cảm ơn anh em đã xem video clip. Anh em nhớ cho mình một like, một sub, chia sẻ cho kênh cho mình đến mọi người cùng biết đến. Cảm ơn anh em. Video mình cũng gần kết thúc rồi. Lời nói cuối cùng là chúc cả nhà luôn sức khỏe, hạnh phúc và gặp thật nhiều may mắn. Và hẹn cả nhà của mình ở video clip sau về phần chế tạo máy, yêu nghề về độ chế trong lĩnh vực độ chế. Nếu anh em cảm thấy có gì thắc mắc thêm thì có thể cho một lời bình ở dưới, hay là anh em muốn góp ý gì thêm thì cho một lời bình luận ở dưới để mình có thể rút ra những cái khuyết điểm của mình để mình chỉnh sửa những video sau nó hoàn tất hơn. Bởi vì video đây thì một mình tự làm, một mình tự quay nên là rất là khó, chứ mình không có quay chuyên nghiệp như mấy anh em làm YouTube, nên video mình nó cũng không gọi là sắc nét lắm. Và lần cuối cùng là chúc anh em cộng đồng mạng cả nhà là chúc sức khỏe, gia đình hạnh phúc và bình an, vượt qua mọi gian nan thử thách trong thời khủng hoảng kinh tế toàn cầu này. Bây giờ Đạt sẽ kết thúc video ở đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Hãy cho Đạt một
sub để động viên đặt nhé. Cảm ơn cả nhà. Yeah.